nhận danh sách người nổi tiếng ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini, nhiều người hủy show để chia buồn. Vụ cháy tại chung cư mini trên phố Khương Hạ, thành phố Hà Nội gây thiệt hại nặng nề, 56 người thiệt mạng và 37 người bị thương đang được điều trị. Hiện nhiều cơ quan, đoàn thể, cá nhân và tổ chức đang tích cực hỗ trợ cho các nạn nhân từ vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, từ những lời động viên tinh thần đến những khoản quyên góp nhu yếu phẩm. Sau đây là danh sách những người nổi tiếng đã tiến hành quyên góp cho những nạn nhân từ vụ cháy chung cư mini trên phố Khương Hạ, cập nhật đến 14 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2023. Ca sĩ Tùng Dương và ca sĩ Tăng Duy Tân cùng nhóm bạn bè 370 triệu đồng. Ca sĩ Trung Quân và ekip live show 1589 100 triệu đồng. Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh không công khai số tiền quyên góp. MC Diệp Chi VTV 50 triệu đồng. Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan 40 triệu đồng. Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên 20 triệu đồng. YouTuber Quang Linh Vlog và cộng đồng Team Châu Phi 50 triệu đồng. Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, Trác Bình 50 triệu đồng. MC Thảo Vân 15 triệu đồng. Ca sĩ Quốc Thiên 150 triệu đồng. TikToker Võ Hà Linh 60 triệu đồng. Ca sĩ Du Thiên 20 triệu đồng. Diễn viên Hồng Diễm 10 triệu đồng. Ngoài ra, có rất nhiều nghệ sĩ đã chủ động hủy show, hoãn thời gian phát hành các dự án âm nhạc, nghệ thuật để bày tỏ sự chia buồn sâu sắc đến các nạn nhân và gia đình.